Đây là Lumbini, vùng đất nằm ở phía nam Nepal, dưới chân dãy Himalaya, một trong những nơi thiêng liêng nhất trên thế giới. Ngày nay, rất nhiều người hành hương tới đây để được có mặt tại nơi đã chứng kiến sự ra đời của một con người vĩ đại trong lịch sử, đã để lại cho nhân gian một triết lý sống chứa đầy tình yêu thương, một con đường để đạt tới an vui, hạnh phúc. Con đường ấy được mở ra từ cách đây 26 thế kỷ. Ngày nay, hơn 500 triệu người trên thế giới đang bước theo. Tuy nhiên, trong nhiều trăm năm, tới tận cuối thế kỷ 19, vùng đất này đã bị vùi trong quên lãng. Sẽ không còn ai biết nơi này chính là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đản sinh, nếu như không có trụ đá này. Trên trụ vẫn còn khắc những dòng chữ từ thời vua Ashoka hay A Dục sai người dựng cột năm 249 trước công nguyên. 20 năm sau khi lên ngôi, quốc vương Piyadasi ngự đến đây chiêm bái, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thánh nhân của bộ tộc Thích Ca, đã đản sinh tại đây. Vidyadasi chính là vương hiệu của vua Ashoka. Trụ được phát hiện vào năm 1896, giống hệt như những gì mà cao tăng Trung Quốc Pháp Hiện thế kỷ thứ 5 và đặc biệt là cao tăng Trung Quốc Huyền Trang sống vào thế kỷ thứ 7 đã mô tả trong Đại đường Tây Vực Ký. Cuốn ghi chép được coi là miêu tả chi tiết nhất về các di tích Phật giáo ở Ấn Độ, thực hiện trong 17 năm, từ năm 628 tới năm 645. Thời của cao tăng Huyền Trang, đạo Phật rất thịnh hành ở Trung Quốc, nhưng có quá nhiều tông phái ra đời. Những lời dạy của Phật mỗi tông phái giải thích theo một cách. Ngài đã nung nấu ý định tìm về nguyên gốc, chiêm bái Phật địa, nghiên cứu Phật lý và sưu tầm kinh điển. Không được vua Đường Thái Tông cho phép, Huyền Trang đã lặng lẽ rời Trường An, hoàn thành chuyến đi thỉnh kinh ly kỳ và ấn tượng nhất mà sau này còn được nhắc đến cả trong các tác phẩm hư cấu. Hành trình kéo dài 17 năm trời, vượt qua bao gian truân, nguy hiểm. Nhưng vị cao tăng chân chính đã được chiêm mộ giáo lý chính thống của Phật giáo, để lại cho đời sau những công trình nghiên cứu đồ sộ, và đặc biệt những ghi chép làm cơ sở cho việc đi tìm lại các di tích của Phật giáo sau này. Cách bảo tháp của Tứ Thiên Vương Bồng Thái Tử không xa mấy có một thạch trụ lớn. Trên đầu có chạm hình con ngựa do vua A Dục kiến tạo nên. Sau này bị con ác long nổi sấm sét, làm cho trụ đá bị gãy ngang ở giữa và rơi xuống đất. A Dục hay Ashoka là vị vua hùng mạnh của đế chế Maurya, đã chinh phục được một vùng lãnh thổ rộng lớn, bao phủ hầu hết tiểu lục địa Ấn Độ trong thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Trong cuốn Lịch sử Thế giới ngắn gọn, xuất bản năm 1922, nhà văn Anh nổi tiếng Herbert George Wells đã viết: trong lịch sử của thế giới, có hàng nghìn vị vua và đại đế tự xưng là ngôi cao, hoàng đế, quốc vương. Họ chỉ bừng sáng trong chốc lát, rồi nhanh chóng lụi tàn. Nhưng vua A Dục vẫn tỏa sáng và tỏa sáng như một ngôi sao sáng cho đến tận hôm nay. Triều đại Maurya của vua Ashoka rất có thể cũng sẽ nhanh chóng đi vào quên lãng như bao vị vua hùng mạnh khác, nếu như vị vua hộ trì Phật Pháp này không để lại những di sản gắn với Đức Phật ở khắp nơi trên vương quốc Ấn Độ xưa. Trong thời gian trị vì đất nước Ấn Độ, giai đoạn trên thành Phật tử đó, Đại đế Ashoka đã đi chiêm bái các Phật tích. Thì ông đã xác dựng theo sách sử ghi lại đó là 84.000 tháp lớn nhỏ và các cái dấu hiệu để biết rằng đây là các Phật tích. Qua quá trình khai quật đó thì đến thời điểm này 2018 này đó chỉ có 14 trụ đá có cái chỉ dụ của ông và những cái tháp lớn nhỏ. Và cái lợi thế của Đại đế Ashoka là bởi vì lúc đó Đức Phật mới nhập Niết Bàn khoảng 200 mấy chục năm. Thì Phật giáo phát triển rất là mạnh. Phật giáo như là quốc giáo của Ấn Độ từ cái thời của Đức Phật cho đến là ít nhất là thế kỷ thứ 12 Tây lịch. Thế như vậy, vì Phật giáo là quốc giáo của Ấn Độ cho nên là tất cả các bằng chứng lịch sử, các cái di chỉ khảo cổ, rồi tất cả những cái văn bản trong đạo Phật, rồi văn bản từ đạo Bà La Môn, các cái bản văn từ đạo Kỳ Na, tổng cộng lại hết là giúp cho chúng ta đó là dễ dàng tìm ra được những bằng chứng xác thực liên hệ đến cuộc đời thật của Đức Phật, cái địa điểm chính xác mà các bước chân hoàn hóa của Đức Phật, nơi Ngài đản sanh Lâm Tỷ Ni, nơi giác ngộ Bồ Đề Đạo Tràng, nơi chịu pháp luân Sa-nát, nơi nhập Niết Bàn Kushinagar. Nếu không có những cái dấu chỉ của Đại đế Ashoka thì cộng đồng Phật trên thế giới mà bắt đầu từ ngày Huyền Trang thế kỷ thứ 7 cũng không thể lần ra các manh mối được. Dựa trên mô tả của Cao Tăng Huyền Trang, cùng với các mô tả khác trong ghi chép của Cao Tăng Pháp Hiện thế kỷ thứ 5 và những dòng chữ khắc trên cột của vua Ripu Mala, vương quốc Mala thế kỷ 14, các nhà khảo cổ vào năm 1896 đã xác định được cạnh trụ đá chính là vườn ngự uyển mang tên Lâm Tỷ Ni, là nơi hoàng hậu Maza của vương quốc Kapilavastu, tức Ca Tỷ La Vệ, đã hạ sinh thái tử, người mà sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo kinh điển Phật giáo, Hoàng hậu Maza, theo tục lệ lúc bấy giờ, đã từ Kapilavastu về quê ngoại để sinh nở. Trên đường đi qua hoa viên Lâm Tỷ Ni, bà rẽ vào ngắm hoa và nghỉ chân. Tại đó, sau khi tắm trong hồ nước, bà đã hạ sinh thái tử bên gốc cây vô ưu. Thái tử vừa ra đời đã tự bước đi 7 bước. Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất mà nói rằng: trên trời, dưới đất, ta là duy nhất. Trong vô lượng kiếp, đây là kiếp cuối. Nơi nào chân ngài chạm đến, nơi đó hiện ra một đóa sen. 9 con rồng hiện ra phun nước tắm cho ngài. Nhạc trời vang lên rộn rã. Những câu chuyện ca tụng mang tính biểu tượng cao độ được lưu truyền dưới nhiều phiên bản. Nhưng dù với phiên bản nào cũng là nhằm đề cao vị trí thiêng liêng và sự nhiệm mầu trong niềm tin của người đời sau vào Đức Phật. Bậc thánh nhân trên đời mà mỗi bước đi vào đời là một bước mang đến trí tuệ, hiểu biết, an vui. Hơn 6 thế kỷ, từ đầu thế kỷ 14 tới cuối thế kỷ 19, hoa viên Lâm Tỷ Ni, nơi thiêng liêng mà Phật giáo bắt đầu vào năm 623 trước công nguyên, một trong những thánh địa quan trọng nhất của một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới, đã rơi vào quên lãng, trở nên hoang phế. Tới năm 1896, khu vườn mới được phát hiện trở lại, và từ đó nhiều cuộc khảo cổ đã được tiến hành. Tới những năm 1930, chiếc hồ thiêng và ngôi đền thờ Thánh mẫu Maza được khôi phục lại. Tuy nhiên, phải tới sau năm 1967, khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc U Thant, người Myanmar, lúc bấy giờ là Miến Điện, khởi xướng các nỗ lực phát triển Lumbini, thì khu thánh địa mới được khôi phục hoàn toàn, với khuôn viên rộng lớn, tổng diện tích gần 5 km vuông, quy hoạch cẩn thận dựa trên thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng Nhật Bản Kenzo Tange. Trong đền thờ Thánh mẫu Maza hiện nay, đang lưu giữ một phiến đá được coi là đánh dấu vị trí chính xác địa điểm Đức Phật đản sinh. Phiến đá nằm ở vị trí được mô tả trong cuốn Đại đường Tây Vực Ký, cách hồ nước 25 bước và được đánh dấu bằng trụ đá của vua Ashoka. Năm 2013, các nhà khảo cổ tiếp tục phát hiện thêm dấu vết của rễ cây dưới đền thờ, càng khẳng định thêm rằng những huyền thoại mầu nhiệm, linh thiêng về nơi đản sinh của Phật là dựa trên những sự kiện có thật. Di tích Phật giáo tại Ấn Độ và Nepal đó, nó là những cái di chỉ khảo cổ rất quan trọng về phương diện khảo cổ về lịch sử. Theo đó, với nghiên cứu khảo cổ học và lịch sử xác định rõ Đức Phật Thích Ca không phải là nhân vật tôn giáo huyền thoại như đã từng bị giả thuyết. Thực tế thì Đức Phật Thích Ca là con người thật, chối bỏ cơ hội làm vua, tìm kiếm con đường tâm linh, mà mục tiêu quan trọng nhất là hướng dẫn mọi người đến một lý tưởng sống cao quý. Nơi đó tất cả đều được an lạc, hạnh phúc và các nỗi khổ niềm đau đều có thể được vượt qua để xây dựng một thế giới mà con người trở nên thân thiện, hòa nhã, hạnh phúc để cùng nhau trải nghiệm niềm vui cũng như là sự phát triển trong đời. Đức Phật là một nhân vật lịch sử, một con người có thật bằng xương, bằng thịt. Và lịch sử Phật giáo cũng như lịch sử nhân loại đã chứng minh Đức Phật là con người có thật. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của Phật giáo hơn 2.600 năm qua, dưới góc nhìn của nhiều người khác nhau, đặc biệt là tín ngưỡng Phật giáo đi khắp thế giới, thì việc huyền thoại hóa con người Đức Phật đã làm cho người không hiểu về Phật giáo cho rằng Đức Phật cũng giống như giáo chủ của một số tôn giáo khác, là con người của huyền thoại. Những huyền thoại mầu nhiệm linh thiêng thường được gắn với những bậc thánh nhân. Hàng năm, hàng triệu Phật tử và du khách hành hương vẫn tìm về thánh địa này để được nghe lại những câu chuyện mầu nhiệm linh thiêng đó, được chiêm bái nơi đản sinh của Phật, ngồi dưới những cội bồ đề tượng trưng cho hình ảnh của Phật, suy ngẫm những lời Phật dạy về từ bi, hòa bình, lòng thiện và lòng khoan dung. Hay chỉ đơn giản để biết rằng Ngài là một con người có thật ở trên đời, tên là Siddhartha Gotama, tức Tất Đạt Đa Cồ Đàm, đã sống, đã trải nghiệm, tu tập, chịu khổ hạnh và đạt tới sự giác ngộ để chỉ ra cho chúng sinh con đường an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, con đường mà Đức Phật bước đi để đạt tới sự giác ngộ đó không hề dễ dàng. Saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Bột Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng, 2.600 năm trước, có một người đã ngồi dưới gốc cây này. Sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, người đã tìm cách thoát ra khỏi chiếc lồng son mà cha mẹ làm sẵn để bước đi trên những con đường có cả chông gai khổ hạnh, bị xua đuổi, ghét bỏ, hãm hại. Năm 35 tuổi, người ngồi ở đây và sau một hành trình nội tâm vĩ đại đã đạt được sự giác ngộ. Buddham saranam gacchami.